Ok, chào mừng tất cả anh em nha, đã trở lại video của em hôm nay. Chào mừng tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em sẽ lên cho mình một cái bao cần. Em có một cái số sức cước nha anh em, cước Nhật nha, cước này size lớn size nhỏ cho mình đầy đủ nè. Anh em mình săn hàng đầy đủ nha. Cước thì mấy dòng đây cước rất đẹp nha. Cước nhỏ 0.3 đến là 0.9 cho mình ạ. Anh em sẽ có một cái bao cần và một cái gác cần nha anh em. Gác thì em để rẻ cho mình thôi, giá là 50.000 ạ. Anh em mua kèm cái gì thì em sẽ hỗ trợ cho mình nha. Rồi một số cần nha anh em. Ở đây thì có cần 2 khúc 3 khúc này, cần bạo lực nha, cần chất lượng VIP, độ cứng rất là cao, tầm khoảng 200 nha anh em, 2 đến 250. Anh em săn hàng nha, đánh bạo lực ạ. Một số cần mini nha, cho anh em bỏ cốp xe, đánh gần nha. Đánh mini dạng lưu rút cho mình. Một con lục nha anh em, lục ISO cần VIP. ISO, một số ISO nha anh em, ISO mini, cần 2 chi anh em có bè, cần 2 khúc nha, 2 khúc 3 khúc cho anh em cùng gầm lăng xe. Một con cần tay 4m1 nha. Cần dây trong, ISO nha anh em, ISO. Và một số cần súp nha anh em, cần súp cần lục và cần ISO nha, các bạn xoắn hai da NST. Rồi bên em vẫn nhớ cũ nha, giá nó ít thì bên em là giá ít cộng thêm ship cho mình, ship code toàn quốc. Bên em thì ship thì anh em nhận hàng nha, được kiểm tra trước khi thanh toán hết. Đối với phụ kiện và bao cần thì em sẽ tính cho mình là 30 ngày tiền ship một đơn, còn với cần câu nha là 40 ngày tiền ship một đơn. Anh em mua cần nha, mua cần kèm một cái gì đó thì bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình ạ. Rồi ok, rồi anh sẽ lên trước cho mình một số loại cước nha. Rồi lên một cước nha anh em. Cước này là cước số 0.25 nha anh em. Đây, 0.285 nha. Cước này là cước 500m nha. Một cuộn này 500m, made in Japan cho mình luôn. Đây, cái này thì là cước xịn cho mình ạ. Made in Japan, cước đẹp nha anh em. Có rất là mới, có hộp cho mình luôn. Rồi, cước này có mã số 1 nha anh em. Số 1 giá là 280.000. Đây, thông số cước đầy đủ cho mình nha. Made in Japan luôn ạ. Rồi, anh lên cước số 2 nha. Cước số 2 thì em lấy cái này là nó rất là nhiều. Em lên một combo cho mình đây. Một combo thế này là 2 nha. 2, 4, 6, 8, 9, 10 cuộn nha anh em. 10 cuộn ạ. Đây, cước này thì là em ghi là cước số 2 nha. Cước này thì em bán lẻ. Một cuộn là 120.000. 120.000 một cuộn nha anh em. Đây, thông số của cước nha. Cước này của size của nó là 0.52mm nha anh em. 0.52mm. Một cuộn thế này là 100m nha anh em. 100m. Giá là 700 yên. 700 yên ạ. 700 yên thì nó rơi tầm khoảng 140 nha anh em. Nơi bên Nhật 140 là hàng mới. Thì em bán lại cho mình là 120.000 một cuộn nha. Cước số 2 ạ. Cước lớn nha, cho nên mình sang hàng. Rồi em sẽ cho mình combo cước số 3. Cước số 3 nha anh em. Cước số 3 này thì cước xịn cho mình nha. Cước Japan luôn. Cước này size rất là lớn. Đây, size của nó nha anh em. Size của nó là 0.9 nha. 0.910mm này. Gần 1 ly luôn. Rất lớn nha anh em. Đây, mình sang hàng nha. Trống đen, sang hàng. Cước này thì thông số của nó là 50m một cuộn nha anh em. Giá niêm yết bên Nhật là 1.450 yên. Thì rơi tầm khoảng 208.000 nha. Thì em để cho mình là giá là 200.000 một cuộn nha anh em. Đây có 4 cuộn, cước số 3 nha. Dạ, rồi em sẽ lên cho mình có cước số 4 nha anh em. Cước số 4 ạ. Số 4 thì một cuộn cước lẻ cho mình nha. Cước lẻ này. Thông số ghi sẵn cho mình hết. Nhưng mà thì giờ là made in Japan luôn. Made in Japan nha anh em. Đây, made in Japan. Cước này thì nó rơi tầm khoảng một cước số 5 nha anh em. Đây, thông số nó ghi sẵn cho mình trên này luôn nha. Made in Japan này. Đây, rất là ok nha. Giá nếu biết bên Nhật á thì nó rơi tầm khoảng vào 800 yên nha anh em. 800 yên thì nó rơi tầm khoảng vào 160 nha. 160 thì này để giá cho mình là 150 nha anh em. 150 ạ. Thì giá mới là 160 nha anh em. Hàng Nhật về mới luôn. Cái này thì anh em mình câu ISO. Câu lưu cũng được nha. Cước này nó là dài của nó là đây, có thông số sẵn cho mình nha. Để em xem. Cái này là dây tầm khoảng 150 đến 200m nha anh em. Cước là tầm số 3 ạ. Rồi, cước thì em lên cho mình cước số 5 nha. Cước số 5. Cước này thì là size của nó thì rơi tầm khoảng vào 0.3 nha anh em. 0.3 đến 0.35mm. Thì độ dài của nó thì nó rơi tầm khoảng 100m này. 100m nha. Cước là số 5, giá em bán là 100.000 nha anh em. 100.000. Thì mấy cước này thì anh em muốn xem kỹ thì cứ inbox Zalo nha. Em sẽ gửi hình mẫu cho mình. Rồi, em sẽ lên cho mình nha. Một cái cán cần nha. Một cái gác cần này, gác cần nha anh em, gác cần giá là 50.000 nha. Em mua cái gì tiện thì em sẽ ship cho mình luôn. Đây, gác cần nha anh em cắm xuống thì anh em gác cần thôi. Giá 50.000 inox nha, bằng inox và sắt luôn. Rồi, tiếp theo em lên một cái cước số 6 nha anh em, cước số 6 nha. Cước 6 thì là cước này rất là nhiều này. Cái này thì em bán từng cuộn nha anh em, giá lẻ một cuộn nha. Cước này size là 0.310mm nha anh em, 0.310mm. Độ dài của nó là 50m, giá là 800 yên. Giá là 800 yên nha anh em, một cuộn là 800 yên nha.
đó là tổng cộng 160 thì em để cho mình giá là 125.000 một cuộn nha. Cái này thì rất là nhiều nha, 1 2 3 4 5, nó tổng khoảng 20 cuộn nha em, 20 cuộn ạ, 160.000 một cuộn, 125.000 một cuộn nha em. Còn số 6 nha, cước số 6 ạ. Thì đây là toàn cước Nhật nha, cước Nhật để anh em mình săn hàng nè. Cước Nhật thì bên cái này là hàng Nhật bãi về còn mới 100% cho mình luôn. Rồi, theo đây nha mày nha, một cái bao cần nha anh em, bao cần Nhật bãi nha. Bao thì độ dài là 1m2 nha anh em, bao độ dài cần là một bao của đó là 1m2. Thì cái này là có nó hai ngăn cho mình. Một cái ngăn phụ, một ngăn chính nha, ngăn phụ cái này thì bụng nó rất là lớn, bụng 25 nha. Ngăn phụ thì ngăn ở ngoài. Độ dài của nó là 1m2. Cái này thì anh em để cần vừa nha, cái này thì mình bỏ phụ kiện phao lưỡi nha. Ngăn phụ nha. Còn ngăn chính thì mình bỏ cần ạ, bỏ cần vào máy nha anh em, có buộc nè, có xốp cho mình luôn. Cái này thì dây kéo còn ok cho mình nha. Đây. Rồi, giá cái bao này là 300.000 nha anh em. 300.000 anh em mua kèm gì thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình nha. Dạ, bao cường Nhật nha anh em, Nhật bãi. Trên ngoài hình thì có ok. Nó có rất sơ mấy cái lỗ nhỏ xíu nào ngoài nữa nha. Xíu là. Rồi, em sẽ lên cho mình một số cần nha anh em, một số cần ạ. Đây là em sẽ lên một số cần phíp nha. Ba khúc, độ cứng rất là cao. Cần này của hãng là Sakura nha anh em, cần này của hãng là Sakura cần 3 khúc nha. Rồi, đo thực tế cho mình nha, cái này thì độ dài của nó là 3m nha anh em, cần 3 khúc 3m Sakura. Con này thì độ cứng cao nha anh em, độ cứng của nó là 200 này, độ cứng 200 nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji lõi xít trắng, pad đi kèm cho mình là pad inox nha, Sakura hàng nội địa Nhật Bản. Con này thì bên Nhật nó chuyên đến biển nha, đến biển nên giờ nó còn đồ bu này, đồ bu đồng loạt cho mình luôn. Để mình tải rất là tốt, con này rất là khỏe nha, cứng lần 200. Sakura 3 khúc. Và con này sang hàng đến biển nha anh em. Con này có mã là số 1, giá là 450, trọng lượng là 750g, ngọn là 4.5 ly nha. Bọn rất là lớn, độ cứng rất là cao ạ. Rồi, tới làm cần 2 khúc nha, chất liệu ra phíp cho anh em đánh biển nè. Con này cực kỳ bạo lực cho mình luôn nha. Cần này độ dài của nó là 2m4 nha anh em. Độ dài cần là 2m4. Dàn khoen cái là khoen biển này, khoen biển, khoen phim biển nha. Fuji loại siêu bắc quang. Tất cả dàn khoen đều còn lại là dàn khoen Fuji bỏ số bắc quang. Pad đi kèm như mình là pad inox nha, inox cán là cán gỗ. Dòng thì anh em mình sang hàng. Độ cứng của nó là 100 đến 150. Độ dài cần là 24 nha anh em. Con này ngọn cực kỳ lớn. Ngọn của cần là ngọn 5.5 ly nha anh em. Bên Nhật thì người ta câu biển người ta để cho mình là đồ bu này, 360 độ rộng rộng này. Anh em mình câu trúng xoắn nha. Câu cá biển sang hàng cá lớn nha, đi thuyền nha. Dòng thì thích là bạn em đi thuyền. Rồi, cần thì có mã là số 2, giá là 800.000, trọng lượng là 670g, ngọn 5.5 ly ạ. Rồi, theo nha, sẽ cho mình một cần mini này, chất liệu graphite nha, cho nên mình bỏ cốp xe, câu giải trí nha. Đến xin một cần mini nha anh em, cần mini, cần rút nha, độ dài của nó là 2m1 này, dài cần là 2m1 nha, chất liệu graphite. Con này là hàng Korea nha anh em, Korea xuất Nhật, độ dài cần là 2m1. Con này thì ngọn của nó là ngọn 1.8 ly, dàn khoen Fuji loại xứ xám xứ trắng này. 1.8 thì độ cứng của nó được khoảng 120 nha anh em. Tức là cỡ mini nó được khoảng 20. Đây, lóng cần đẹp nha. Dòng thì anh em bỏ cốp xe, ba lô mình đi du lịch dã ngoại được nha. Gọn nhẹ cho mình nha. Là một con máy nhỏ tầm khoảng 1.000 là ok. Rồi, cần thì có mã số 3 nha anh em, giá là 300.000, trọng lượng 130g, ngọn 1.8 ly ạ. Rồi, theo đây cần một số 4 nha. Cần mini số 4, con thì dài hơn. Độ dài của nó là 2m7 nè. Pad thì kèm cho mình là pad Fuji vặn nha. Cán thì cán là bọc da cho mình. Độ dài của cần 2m7 nè, mini rod nha anh em, 2m7, dàn khoen Fuji loại xứ trắng cho mình. Cần thì ngọn nó lớn nha anh em, ngọn cần là ngọn 2 ly. Độ cứng thì tầm khoảng vào 20 tới 25 nha anh em, 20 tới 25. Tính theo cần mini ạ. Đây, lóng cần màu đỏ nha. Là ok. 2m7. Rồi, con này thì có mã là số 4, giá là 200 nha anh em, giá là 300.000, trọng lượng là 270g, ngọn 2 ly, mini rút nha anh em, 2m7 ạ. Rồi, thế là một cần lục nha, cần lục, cần súp nha anh em, dạng là ISO khoen lớn này. Cần này của hãng Shimano nha anh em, Shimano, độ dài con này là 4m5, hàng là hàng nội địa Nhật Bản này. Chất liệu cần là graphite nha. Pad đi kèm cho mình là pad Fuji F8 nha anh em, pad Fuji F8, pad rất là lớn cho mình nha. Dòng F8 rất là hiếm nha, đa số pad F7 là nhiều. Dàn khoen của nó đi kèm là dàn khoen Fuji nha em, Fuji loại xứ xám. Con này thì ngọn cần là tương đối lớn cho mình này, ngọn 2.6 ly. Tính theo cần súp, ISO khoen lớn của nó là tầm khoảng vào cứng 25 nha em, 25. Ngọn nó sơn màu trắng, dàn khoen Fuji xứ xám hết cho mình.
Cái này thì dạng là ISO khen lớn cần súp nha anh em, cần súp. Rồi. Mình gỗ ke nha anh em, có hệ cũ ạ. Cần thì có mã số 5, giá là 450, trọng lượng của nó là 450 g, ngọn 2.6 ly, Shimano độ dài cần 4.5 nha, độ cứng tầm 25 ạ. Rồi, sau đây mình cần nha, cần ISO mini. ISO mini nha anh em. Nắp chuẩn bị đủ nha. ISO mini, cần này độ dài của nó là 4.5 nha anh em, 4.5. Hãng wheel nha, con này thì hàng là hàng China xuất Nhật nha anh em. China xuất Nhật, Pat Fuji F6. Dàn khoen là dàn khoen Fuji loại xíu xám cho mình nè. Fuji xíu xám nha. Con này thì ngọn nhỏ gọn nha anh em, cho nên bỏ ốp xe cũng được nha. Độ dài 4.5. Con này thu gọn 55 cm ạ. Rồi, ngọn của nó là ngọn 1.5 ly, ngọn 1.5 ly nha anh em. Thì độ cứng của nó là một độ cứng 2 nha. Độ cứng 2, chúng ta cần ISO thì nó là một độ cứng 2. Độ dài cần là 4.5 ạ. Này. Cần là cần chất liệu, cần là carbon nha anh em. Và tất cả mặt hàng bên em nha, anh em nhận hàng thì anh em được kiểm tra trước khi thanh toán hết, thì anh em nhớ là anh em đồng kiểm tra kỹ trước khi làm em. Kiểm tra xong anh em mới thanh toán nha, tại vì hàng mình vận chuyển xa thì sợ xui rủi sẽ một số vấn đề thôi. Còn anh em cứ nhận hàng thì kiểm tra trước thanh toán giùm em nha. Rồi, cần thì có mã số 6, giá là 700, trọng lượng của nó là 200 g, ngọn 1.5 ly, cần ISO mini. Dạng ISO nha anh em, độ dài cần 4.5, độ cứng 2 ạ. Rồi, theo lên một số cần nha, cần Hechi cho anh em mình có bè này, Hechi có bè. Tiếp theo một cần Hechi nha, độ dài của con này là 2m1, chất liệu là carbon nha anh em. Khoen Pat Fuji F6, dạng khoen Fuji, loại xích đen nha. Con này thì ngọn cần là ngọn tháp nha anh em, ngọn của nó là ngọn 1.3 ly, ngọn đặc nha. Thì độ cứng của nó thì ra tầm khoảng vòng 15 nha anh em, 15, độ dài cần là 2m1. Hechi, hàng Nhật Bản nha, hàng Korea xuất Nhật nè, made in Korea. Rồi, cần thì có mã là số 7, giá là 600 ngàn, trọng lượng 120 g, ngọn 1.3 ly, Hechi độ dài cần 2m1 nha anh em có bè ạ. Rồi, theo em cần Hechi nha, Hechi con thì độ cứng cao hơn cho mình nha. Cần này thì độ dài của nó là 2m1, độ cứng là 30 đến 50, hàng là hàng Korea xuất Nhật nha, độ dài cần 2m1. Pat Fuji F6, dàn khoen Fuji ba chân nha, loại xí đen. Ngọn cần đa số mấy con này thì ngọn cần tháo hết, hỗ trợ anh em mình tải cá tốt hơn. Ngọn của nó thì ngọn lớn hơn nè, ngọn 1.5 ly nha em, độ cứng cao hơn, ngọn 1.5 ly. Con này thì trọng lượng rất là nhẹ nha, 170 g thôi. Cần này có mã là số 8. Giá là 600 ngàn, Hechi 2m1 ạ. Rồi, theo lại một cần nha, cần 3 khúc. Cần này có hãng là Alpha Tucker. Cho anh em mình câu ngâm lăng xe nha, câu chép nha, Alpha Tucker. Cần này 3 khúc, độ dài của nó là 3m3, độ cứng là 50, hàng Korea xuất Nhật nha em. Ngọn của cần là ngọn lớn này, ngọn 3.2 ly thì độ cứng 50 nha, 3.2 ly rất là cứng nha, mình sang hàng cũng được ạ. Đây. Ngoài này có xe xước nha, xe xước là sao, có dính keo. 3.3 cứng 50 nha em. Pad là pad Fuji chữ vàng này, có buộc cho bộ hiệu cho mình nha, Alpha Tucker 3.3 cứng 50 ạ. Rồi, cần thì có giá là 1.2 triệu nha em, trọng lượng của nó là 380 g, mã là mã số 9 nha. Rồi, lấy cần 2 khúc nha, hoàng Alpha Tucker này, 2 khúc cho anh em cùng ngâm lăn xe. Con thì ngoài hình đẹp này, Pat Fuji. Độ dài của nó là 2m4, độ cứng cần là 50. Hàng là hàng Korea xuất Nhật nha anh em, Alpha Tucker, Korea xuất Nhật. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xích đen ạ, Fuji loại xích đen. Ngọn của nó là ngọn 2.5 ly nha anh em, ngọn 2.5 ly, độ cứng là 50, độ dài cần 2m4. Anh em cùng ngâm lăn xe được nha. Ngoài hình còn rất là ok nha, còn rất là mới, nước sơn màu đen ạ. Pat Fuji, khoen Fuji hết luôn, cán mút. Con này có mã là số 10, giá là 850 ạ. Trọng lượng con này là 270 g ạ, ngọn 2.5 ly. Rồi, tiếp theo nha, em sẽ lên một cần 2 khúc. 2 khúc nha anh em, cần 2 khúc cho nên không ngâm lăng xe này. Con thì hàng là hàng Nhật nha anh em, hàng Nhật bãi. Pat Fuji, vặn nha, cán mút. Con này độ dài cần là 2m4, độ dài 2m4 nha anh em. Con này thì đa số hàng của này là hàng Korea xuất Nhật cho mình nha. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji loại xíu xám nha anh em, Fuji loại xíu xám. Con này ngọn cần là ngọn tháp, ngọn đặc này, ngọn tháp ngọn đặc cho mình. Ngọn của nó em đo nhỏ nhất cho mình là ngọn 2 ly, thì độ cứng của nó thì rơi tầm khoảng vào 50 nha anh em, 50 ạ, độ cứng tầm khoảng 50, 2m4. Khoen bắt Fuji hết cho mình nha, mình có rất là ok này. Đây, độ cứng là 50 đến 80 nha anh em. Cần thì có mã số là 11, giá là 750, trọng lượng con này là 290 g, ngọn 2 ly. Độ dài cần là 2m4, thích hợp anh em mình cô ngâm vô lăng xe nha, mô hình có rất là ok. Khoen Pat Fuji loại xứ xám. Rồi, ta đã cần nha, cần lô này. Cần lô nha anh em.
cái dòng này dòng PLMS nha. Cái dòng pad này là của hàng đa số là hàng Nhật nha, hàng Nhật xuất đi châu Âu cho mình ạ. Cần thì độ dài của nó nha anh em, độ dài của cần là 3m48 nha anh em, gần 3m rưỡi cho mình luôn. Độ cứng là M nha anh em. Hàng là hàng nội địa Nhật Bản, có tem vàng đủ cho mình nè, tem vàng nha. Độ cứng là M, thì thông số tải mồi con này nó ghi cho mình sẵn cái này luôn. 3/8 đến 1/1/2 OZ thì nó rơi tầm khoảng vào 50g cho mình nha. Thông số tải cước của nó là 10 đến 22 LP. Dàn khoen đi kèm cho mình con này thì được cái này dàn khoen nha mình nha. Dàn khoen full exit hết luôn. Full exit 3 chân. Rất là ok nha này. Ngọn của nó thì ngọn lớn này. Ngọn 2.5 ly. Con này thì cần lưu thích hợp cho anh em mình nha. Lưu gần nha. Lưu gần lưu lục bình á, lưu lock bạo lực ạ. Trọng lượng nó rất là nhẹ nha. Trong cái hàng lưu thì mình cầm liên tục nên rất nhẹ cho mình này. 3m48, trọng lượng cần chỉ có 250g thôi. Cái này có mã số là 12 nha anh em. Giá là 2.6 triệu, ngọn 2.5 ly. Pad đi kèm cho mình là pad Fuji pad nha. Cái hàng này chuyên cái dừa cho mình nha, nhà hàng nội địa cho mình luôn, rất là ok ạ. Dòng tên em về mình lưu nha, lưu lục bình hay lưu lóc gần cũng lưu gần cũng được luôn. Rồi thế là một cần dạng cần hai chi, công ngâm của lăng xe cho anh em mình này. Cần này của hãng là Olympic nha anh em. Cần này là hai khúc, độ dài của nó là 2m1, độ cứng là 50. Dàn khoen đi kèm là dàn khoen Fuji nha, Fuji loại siêu phát quang hết. Ngọn gọi là ngọn tháp nha, ngọn đó thì rất là lớn, ngọn 2.4 ly, độ cứng 50. Giờ mình đánh lục độ cần nha, ngâm lăng xe, cầu chép này, sang hàng này, pad Fuji, dạng hai chi cho nên mình có bè nha, có bè. Cần này có mã số là 13, giá của nó là 800 nha anh em, trọng lượng cần là 300g, ngọn 2.4 ly, Olympic hàng nội địa Nhật Bản nha, độ dài 2m1, độ cứng 50, dạng hai chi cho nên công ngâm ạ. Rồi, thế là một cần ha, cần hai khúc, cần này của là đây qua nha anh em. Hai khúc đây qua cán dẹp này. Anh em cùng ngâm một lắc xe nha. Độ dài có cần là 2m7. 2m7 nha anh em. Dàn khoen đi kèm cho mình là dàn khoen Fuji, loại siêu phát quang. Con này thì ngọn của nó là ngọn 2.5 ly. Ngọn cần thì ngọn 2.5 ly nha anh em. Độ cứng thì lên khoảng 50. Thích hợp anh em cùng ngâm của lắc xe. Dòng thì ngoài đây qua nha, rất đẹp cho mình. Con này thì hàng nó là hàng nội địa luôn nha. Cách bên xoắn hai da này. Hàng nội địa 2m7. Pass đi kèm cho mình là pass đây qua Fuji chính hãng. Cán cơ là cán dẹp nha. Con này trọng lượng cũng rất là nhẹ cho mình. Con này trọng lượng có là chi nặng là 280g thôi. Con này có mã số 14 nha anh em. Giá là 1.2 triệu. Độ dài cần 2m7 nha. Độ cứng tầm khoảng 50 ạ. Rồi, đây là một cái cần nha, một cái cần tay. Cần tay cho anh em vẽ đồ vẽ viết nha. Cần tay Nhật Bản, tay cầm quấn chỉ. Con này độ dài của nó là 4m1, cần carbon nha anh em. Carbon 4m1. Rồi, ngọn của nó là ngọn 1 ly nha anh em. Độ cứng của cần thì rơi tầm khoảng vào 3H nha. Thế là bạn này mình bị rô bị giết. Độ dài 4m1 à. Đây, carbon xoắn vân. Xoắn vân nha anh em. Ừ, rất là ok này. Con này thì mã số 14 nha anh em. Giá là 600.000. Trọng lượng của nó là 100g thôi. Rất là nhẹ nha. Nhẹ như mình là 100g. Hàng thì hàng nội địa Nhật Bản. Tem vàng đầy đủ này. Độ dài cần 4m1. Độ cứng là 3H nha. Giá là 600. Rồi tiếp theo là một cái cần dây trong. Cần này của hãng này Shimano nha anh em. Dây trong Shimano. Con này thì ngoài hình có xây xước nha. Đây, xây xước cho mình. Pad Fuji. Cần độ dài cần này thì độ dài là 3m6, độ cứng cần là 30. Con này thì hàng nội địa Nhật Bản cho mình nha. Tem vàng, mã có đầy đủ nè. Khoen đi kèm cho mình là khoen lõi xích xích. Con thì em để giá cho mình rẻ nha, tại vì nó hơi bị xây xước ạ. Độ bu full xích nè, ngọn cần là ngọn 2.6 ly. Thì độ cứng 30 thì anh em mình đánh cảm giác nha, vừa phải ạ, không cứng lắm ạ. Đấu xin mình chống nổ này, có lắm cần có xây xước xây sơn của hãng Shimano nha anh em về có đơn có đài được nha. Rồi con này có mã số là mã số 15 nha anh em. 15, giá là 500 ạ. Trọng lượng con này là 280g, ngọn 2.2 ly. Thì ở đây thì nó có miếng mút thì nó cắt rồi nha. Đây, nó không, người ta mình còn thủ nó phải cắt rồi, cần có ảnh hưởng gì cho mình ạ. Rồi theo lên một cái ISO nha. ISO cái này của hãng là siêu star nha anh em. Siêu star đa số là hàng Korea nha, Korea xuất nhập cho mình. Pad là pad Fuji F7. Con này thì độ dài 5m4, độ cứng 2 nha. Anh em mình có đơn có đài. Ngọn của nó là ngọn 2.1.2 ly. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, Fuji loại xích xám. 1.2 ly thì độ cứng con này nó là cần tay thì nó được khoảng vào 3.5H nha anh em. Cần rất là thẳng như mình. Đây, cái lóng cần là carbon nha, carbon xoắn kiểu xoắn vân như mình này. Xoắn lò xo nha anh em. Siêu star, đa số hàng này là hàng Korea xuất Nhật cho mình ạ.
anh em mình cô đơn cô đàn nha, dòng thì hạ tay cũng rất là cứng. Rồi cần thì có mã số nha anh em, mã số là mã số 16, giá là 700.700 nha anh em, trọng lượng là 310g, ngọc 1.2 ly, độ dài cần 5m4, độ cứng 2 ạ. Rồi ta sẽ một cái cần súp nha anh em, cần súp lục cần nha, cần súp nha anh em, con này là hàng Korea súp Nhật, cần carbon super súp nha. Cần này độ dài cần là 3m6 nha anh em, khoen pad Fuji hết luôn, dàn khoen Fuji là số 6 này. Con này ngọn của nó rất lớn nha anh em, ngọn là ngọn 2.8 ly, độ cứng con này thì tầm khoảng vào 25-27 nha, độ dài cần 3m6, là ngọn lớn nha anh em, các kiểu carbon xoắn nha, xoắn vân cho mình ạ. Này rất là ok, 36 ạ. Rồi cần thì có mã số 17 nha anh em, giá là 900, trọng lượng con này là 280g, ngọn 2.8 ly, cần súp nha, súp nha anh em, súp hàng Korea, độ dài cần 36 nha, độ cứng tầm khoảng 25-27. Rồi tiếp theo sẽ là một cái cần nha, cần súp nè, cần súp cho mình. Cần này thì của hãng là nó ghi cho mình này, hãng DNA nha anh em, DNA, độ dài cần là 4.5, đi mà limited nha, bản cao cấp cho mình. Con thì hàng là hàng Nhật Bản nha, quen phát Fuji loại số 6 cho mình luôn. Con này là đầu bu của nó là đầu bu Fuji phát quang nha, ngọn cần rất là lớn này, ngọn của nó là ngọn 3 ly, độ cứng thì ra tầm khoảng 27 nha anh em, tấm hoàn DS nha, DS cho mình. Tới ta còn xi đây, có xây xước nha, hàng là hàng Nhật Bản có xây xước cho mình ạ. Đây lắm cần đều rất là ok cho mình nha, đều ok. Quen pad Fuji loại số 8 này, độ dài của nó là 24.5, độ cứng tầm khoảng là 27 nha anh em, tầm khoảng DS. Con này có mã số là 18, giá là 1 triệu nha anh em, trọng lượng của nó là 480g, ngọn là ngọn 3 ly, lớn nha. Rồi tiếp theo xem nha, một cái cần này, cần súp nha anh em, dạng cần súp cần lục. Đây, cần này thì hàng của nó là hàng nội địa Nhật Bản này, tem vàng nha anh em, hoặc được bạn tem vàng. Cần này độ dài là 4m5, cần carbon nha anh em, quen pad Fuji loại số 8 này. Con này ngọn của nó là ngọn 2.6 ly, thì độ cứng nó rơi tầm khoảng vào 25, độ cứng 25 nha anh em, khoen loại xám, tem vàng nha, hàng địa Nhật Bản cho mình luôn, đa số hàng Nhật Bản này, hàng có xây xước cho sơ này, không ảnh hưởng nha. Đây, rất là ok, lắm cần tự đổi cho mình nha, khoen pad Fuji hết ạ. Con thì anh em đánh gần bờ nha, đánh gần bờ. Cái này thấy có mã số là 19, giá là 1 triệu nha anh em, trọng lượng nó là 450g, ngọn 2.6 ly, phôi dày nha, cần lục nha, cần súp nha anh em, hàng là hàng Nhật Bãi ạ. Rồi tiếp theo sẽ đây mình nha, cuối cùng sẽ là một cần NFT, cần thì bao vải kèm cho mình luôn này, bao vải NFT chính hãng luôn nha. Cần thì độ dài của nó là 5m3 nha anh em, độ dài cần 5m3 này, cần đẹp cho mình nha, carbon xoắn 2 da AZ Vanke nha anh em, còn thì đời rất là cao, có nắp chụp Fuji kèm nha, carbon xoắn 2 da AZ Vanke nha, power lớp nè, độ dài cần 5m3, độ cứng 1 NFT, hàng nội địa Nhật Bản cho mình nè, nguồn rất là mới nha anh em. Pad đi kèm cho mình là pad NFT Fuji, con này hỗ trợ cho mình là dàn khoen Fuji Sheet nha anh em, dàn khoen Fuji Sheet nè, ngọn của nó là ngọn 1 ly nè, ngọn 1 ly nha anh em, còn đấy cảm giác ok, ngọn của nó là ngọn tháp nha, ngọn đặc nha anh em, ngọn tháp ngọn đặc này, còn ở dưới này thì là cách bao xoắn hàng da nha, cách bao xoắn hàng da từ gốc tới ngọn cho mình luôn. Đây cách bao xoắn cho mình hết luôn nha, con này còn rất là mới nha, rất đẹp này. Con này anh em về đánh chép thì rất là phê nha, thứ một thì rất là phê cho mình, cách bao xoắn hàng da còn rất là mới luôn, dàn khoen là dàn khoen Fuji Sheet nha anh em. Rồi trọng lượng con rất là nhẹ nha, trọng lượng cần là 240g, cần này có mã số là 20, giá là 1.800.000 nha anh em, cần NFT ngọn là 1 ly, độ dài 5m3, độ cứng 1 ạ. Rồi một số mẫu nha, mẫu cần và cước lựa em gửi cho anh em, anh em ấn mẫu nào cứ comment giùm mã số nha giùm em, thì em sẽ hỗ trợ anh em mình là chụp hình nha, gửi qua Zalo nha, ưu tiên anh em chốt qua Zalo ạ, điện thoại trực tiếp cho em nha, để anh em mình có thể là nhắn tin qua Zalo hoặc em chụp hình từng cái nha, em quay video kỹ hơn em gửi cho anh em để em tham khảo kỹ hơn. Rồi cảm ơn tất cả anh em xem video của em nha, chúc anh em một ngày tốt lành ạ.